Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Tường Ánh Minh Thơ, Đoàn Trọng xin gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Hôm nay, kính thưa quý vị, là một trong những ngày mà sáng sớm chúng ta thức dậy đã nhận được cái cơn sốt nóng ngày hôm qua. Và hôm nay thì ông mặt trời mọc lên và cho thấy rằng nhiệt độ có khoảng 70 độ. Nhưng điều mà người ta muốn nói đến nhiệt độ ngày hôm nay, kính thưa quý vị, đó là trưa nay lại thêm một trong những cái chuỗi ngày mà cái cơn hít miền nhiệt đới đến với quý vị. Và có thể nói rằng nhiệt độ trưa nay sẽ lên tới cỡ khoảng ngoài 90 độ. Đây là một trong những sự kiện và chúng ta phải tiếp nhận trong những cái chuỗi ngày nóng chan hòa và có thể nói rằng rất là nóng và đến với chúng ta trong tuần lễ này. Thì như chúng tôi đã gửi đến quý vị tất cả những sự kiện và tin tức liên quan đến vấn đề những cái cơn sốt này, thì quý vị cần cẩn thận cho những người lớn ở trong gia đình của mình. Và đặc biệt một điều mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là nếu quý vị có đi shopping, nhớ luôn luôn là quý vị phải dẫn tất cả những trẻ em ở trên xe của quý vị vào mall với quý vị, hoặc là những thú vật ở trong xe. Vì quý vị nếu còn để những sự kiện đó ở trong xe thì có thể gây đến những cái vấn đề khó khăn cho quý vị. Trong lúc đó thì chúng ta phải nói đến một trong những cái sự kiện hiện nay đang xảy ra ở tại miền Đông Bắc. Kính thưa quý vị, hơn 26 triệu người Mỹ đang bị lũ lụt kéo là họ đang bị đắm chìm trong cái cơn lụt, và đặc biệt là tiểu bang Pennsylvania. Điều mà người ta muốn nói đến là khí hậu thời tiết khắc nghiệt ở phía đông nước Mỹ trong những ngày thứ tư liên tiếp, đó là 4 ngày liên tục. Và bắt đầu tất cả những cơn bão sẽ được cảm nhận về phía bắc, đặc biệt là tại thành phố New York. Mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài qua cuối tuần và có thể xuất hiện vào những ngày đầu tuần tới. Và hơn một cái cơn mưa đã rơi xuống một phần của những tiểu bang như là Maryland, Baltimore County, và đang tháng 7 ướt nhất của trong tất cả những cái tháng 7 mà diễn ra với cái thời tiết ngày hôm nay. Vâng, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể có nước và bạn không chắc chắn về ở phía dưới. Chúng tôi không khuyên bạn nên đi bộ ra ở phía ngoài. Kính thưa quý vị, đó là những lời khuyên đến từ Trung úy Brian Wecker của Sở Cứu Hỏa Baltimore. Tìm kiếm tất cả những cái người mà bị ảnh hưởng đến cơn lụt thì tất cả các phi hành đoàn hiện nay đang tìm kiếm một phụ nữ 19 tuổi bị cuốn trôi bởi lũ lụt tràn ngập ở trong tiểu bang. Một số phần của những cái county ở tiểu bang Pennsylvania đang ở trong cái giai đoạn lũ lụt và nó hiện đang ở điểm cao nhất trong thứ tư tuần này. Và đặc biệt tại Charlotte, một trong những thành phố nổi tiếng mà cũng có rất đông người Việt chúng ta sinh sống, đó là tại tiểu bang North Carolina. Các đội cứu hỏa đã giải cứu nhân viên của một doanh nghiệp sau khi con lẹt phía sau tòa nhà của họ đã đổ tràn và lấp bẫy vào bẫy đậu xe. Cơn bão cũng bị đổ lỗi cho việc mang cái cây lớn xuống ngôi nhà ở Virginia. Và kính thưa quý vị, đó là một trong những vài cái sự kiện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị hôm nay qua những cái tin tức mà chúng tôi nhận được về cái cơn lụt ở biển Đông Bắc. Trong lúc đó thì chúng ta cũng không quên nói đến Việt Nam và quốc gia láng giềng, đó là Lào. Như chúng tôi đã gửi đến quý vị tất cả những hình ảnh vào ngày hôm qua, cái cơn vỡ đập ở Lào khiến nước ở sông Đồng Bằng Cửu Long dâng lên một cách đột ngột. Dự báo mực nước tại Tân Châu, tuy nhiên là quý vị có điều kiện về tại thành phố An Giang, Long Xuyên, thì quý vị sẽ thấy mực nước lên tới 7 đến 10cm. Đó là do những cái điều kiện tự nhiên và chúng ta nhìn thấy ở vào cuối tuần này. Và chiều 26 tháng 7 thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn cấp để đối phó với tất cả những diễn biến bất thường do mưa lũ, đồng thời có thể đưa ra và đánh giá ban đầu về sự cố vỡ đập thủy điện ở Phan Xem Namoi tại Lào. Theo Ban Chỉ đạo thì có thể rằng là khi hồ này đang ở trong cái giai đoạn tích nước, nước hồ từ thủy điện đổ xuống hạ lưu gây ngập lụt nghiêm trọng, khiến nhiều người chết và mất tích, hàng nghìn người trong tình trạng không có nhà ở. Ngoài ra, Lào cũng đang xảy ra mưa lũ gây ngập lụt hiện và đang đưa đến một trong những cái sự kiện có thể nói làm lo sợ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng biết được một số công nhân Việt Nam hiện nay đang làm việc từ Lào, họ đã được công ty Hoàng Anh Gia Lai cứu ra khỏi cái cơn vỡ đập ở tại Lào. Nhưng điều mà người ta muốn nói đến đó là ảnh hưởng của những cái sự gọi là ngăn thủy điện ở trên dòng sông Mekong.
Như chúng ta đã biết trước khi con sông Mekong chạy ra đến biển, qua đến biển Hồ trở về Việt Nam và ra biển, thì kính thưa quý vị, cái sự ngăn chặn đập là ở tất làm đập thủy điện ở tất cả những cái quốc gia vùng thượng lưu đã gây ảnh hưởng rất nặng cho Việt Nam và đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là vài tin tức khí hậu và thời tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị sáng nay qua cà phê sáng. Nhưng đến hôm nay thì quý vị cùng với chúng tôi có thể nói rất nhiều sự kiện xảy ra. Nhưng trước tiên chúng tôi phải muốn gửi đến quý vị một trong những sự kiện mà Tổng thống Donald Trump hôm qua đã có mặt ở tại tiểu bang Kansas. Điều mà ông ta đã làm, kính thưa quý vị, đó là cái gì? Chắc có lẽ quý vị đã biết trong những thời gian vừa qua một cuộc chiến tranh mậu dịch về vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng với tất cả quốc gia châu Âu và trong đó gồm có hai quốc gia láng giềng. Đó là Mỹ, Tây Cơ và Canada. Những sự việc đã tới liên tục và tất cả những cái gọi là hàng rào thuế quan đã tiếp tục dâng cao. Bên cạnh đó thì từ con số 34 tỷ đô la hàng trao đổi nhập khẩu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc lên tới con số 200 tỷ và trong tương lai có thể 516 tỷ sẽ chịu ảnh hưởng bởi những cái vấn đề gọi là hàng rào thuế quan gia tăng để tránh đi cái nạn thâm hụt mậu dịch và một trong những cái sự kiện mà Tổng thống Donald Trump cho rằng đã đến lúc chúng tôi phải bảo vệ nước Mỹ, American First, và điều đó có nghĩa rằng chúng tôi không có thể để cho tình trạng mất cân bằng về cách cân mậu dịch giữa hai bên và một cái điều gọi là không công bằng đối với nền mậu dịch Hoa Kỳ. Và sự kiện này gây nên một trong những cái vấn đề vấp phải đối với tất cả những nông gia của Hoa Kỳ, nhất là đặc biệt tại vùng Nebraska, cũng giống như Iowa. Chắc quý vị biết Hoa Kỳ có một số lượng xuất khẩu dầu đậu nành cũng giống như là soybean đậu nành qua Trung Quốc rất lớn và tất cả những người nông dân này cũng phải bị ảnh hưởng bởi cái hàng rào thuế quan khi Trung Quốc đặt ra và làm cho họ trở nên khó khăn trong vấn đề công việc của họ. Kính thưa quý vị, điều mà Tổng thống Donald Trump đã nói, chúng tôi sẽ đứng bên cạnh các bạn và chúng tôi sẽ làm cho các bạn được hưởng lợi hơn. Đó là lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua tại tiểu bang Kansas. Và theo lời ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết rằng một gói tiền viện trợ bao gồm tới 12 tỷ đô la. Kính thưa quý vị, 12 tỷ đô la sẽ sẵn sàng để giúp cho tất cả các nông dân của Hoa Kỳ ở những vùng Iowa, ở những vùng Wisconsin, ở những vùng Nebraska để đối phó với lại một trong những cái sự kiện mà hàng rào thuế quan dựng lên để làm cho họ trở thành khó khăn. Và kính thưa quý vị, điều đó cho thấy rằng ngay cả cố vấn kinh tế Kudos cũng đưa ra một trong những cái sự kiện cho thấy rằng Tổng thống Donald Trump luôn luôn đứng về phía những người nông dân và ông luôn bảo vệ cho những người nông dân và chắc lẽ gói 12 tỷ đô la tiền viện trợ và phụ giúp cho tất cả những người nông dân theo như lời ông tuyên bố ngày hôm qua có thể ngăn chặn được cuộc chiến tranh hiện nay càng ngày càng gia tăng và đặc biệt là những nạn nhân trong đó bao gồm những người nông dân của Hoa Kỳ. Và chúng tôi cũng được biết rằng 12 tỷ đô la mà bên phía chính phủ Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho bên phía những người nông dân. Những người là nạn nhân chính trong việc mà đánh thuế xuất nhập khẩu để cân bằng về chiến tranh mậu dịch của bên phía Tổng thống Trump sẽ có ít nhất là 3 hình thức, thưa quý vị. Ba hình thức đó, thứ nhất đó là tăng cường và thanh toán trực tiếp cho người dân, những người nông dân sản xuất đậu nành, những loại lúa mì, bông, sữa và cũng giống như thịt heo. Tức là chính phủ sẽ đưa những cái khoản thanh toán trực tiếp cho những người nông dân. Thứ nhì, chính phủ sẽ có thể dùng quỹ ngân sách của mình để có thể mua các loại trái cây, mua các loại rau ăn quả và các loại đậu nành và các loại thịt để phân phối lại cho các ngân hàng thực phẩm, tức là food bank. Và cũng như hình thức thanh toán thứ ba, đó là phát triển thị trường xuất khẩu mới. Cũng xin nhắc lại rằng việc mà Tổng thống Trump đưa ra một trong những gói cứu trợ ngân sách 12 tỷ đô la dành cho nông dân bởi vì do những cái thâm thủng mậu dịch mà bên phía Tổng thống đã khơi mào ra cuộc chiến tranh mậu dịch. Như quý vị cũng biết rằng khi mà chiến tranh mậu dịch, Hoa Kỳ sẽ tăng ít nhất là 25% lên các loại vào nhôm, thép và những cái loại đã nhập khẩu không những là từ bên phía Trung Quốc mà kể cả các nước đồng minh EU và kể cả Canada và Mỹ Tây Cơ. Ngược lại, sự trả đũa của các nước đó dành cho bên phía Hoa Kỳ đó là nhắm vào thị trường nông nghiệp của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất đậu nành
sữa và cũng giống thịt heo lớn nhất trên thế giới. Và việc đánh thuế vào những cái mặt hàng này, nhất là từ bên phía Trung Quốc, quốc gia đã nhập khẩu đậu nành để làm thức ăn cho gia súc và cũng giống như ép ra dầu ăn, rất nhiều đã bị ảnh hưởng, và không ai khác đó là những người nông dân, những người mà trước đây đã từng bỏ phiếu ủng hộ cho bên phía ông Tổng thống Trump với một chính sách gọi là America First. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng có những cái kế hoạch để ông đi tiếp tục những bước tới của ông trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và đặc biệt là các liên minh Âu Châu cũng giống như là Canada và Mỹ Tây Cơ. Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng để đi tất cả cái cuộc gọi là công cuộc chiến tranh này, nhưng Đảng Cộng Hòa ở tại Quốc hội đang đấu tranh để đẩy lùi cái hàng rào thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Các quan chức nói rằng là họ sẽ sử dụng một cái chương trình bằng trong cái khoảng thời kỳ khủng hoảng này, bằng qua cái tập đoàn tín dụng hàng hóa để bảo đảm đến từ kho bạc của Hoa Kỳ và sẽ không cần phải yêu cầu Quốc hội tài trợ. Kính thưa quý vị, ông Tổng thống Donald Trump, ông đã đi qua một cái con đường khác nữa. Ông nghĩ rằng nếu có những cái sự chống đối của Quốc hội mà Quốc hội không tài trợ thì ông sẽ đi thẳng vào kho bạc, và cái đó sẽ là một trong những cái nguồn cung cấp để cho ông ta có thể đương đầu đi thẳng vào một cái cuộc chiến tranh mậu dịch. Và ông nghĩ rằng chúng ta cần phải làm những cái điều này. Trong lúc đó thì một trong những nhà lập pháp, đó là ông thượng nghị sĩ Ben Say của tiểu bang Nebraska, ông đã cho biết rằng cuộc chiến tranh thương mại của chính quyền đang cắt chân ra khỏi nông dân. Ông chê trách cái đường lối thương mại, đường lối của chiến tranh mậu dịch này, và ông nói rằng ông Tổng thống Donald Trump đang cắt chân ra khỏi nông dân, và kế hoạch của Nhà Trắng là dành 12 tỷ đô la cho những cái chiếc nạng vàng. Đó là một trong những sự nhận định. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng có thấy rằng người dân Hoa Kỳ hiện nay đang vững tin vào nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng người ta vẫn nghĩ rằng lẽ dĩ nhiên thì chúng ta cũng bị thiệt thòi. Nhưng cái điều mà chúng ta nghĩ đến đó là một cái sự cân bằng cho vấn đề trao đổi mậu dịch giữa hai quốc gia. Và nếu ngày hôm nay chúng ta không làm, theo ý kiến của tất cả những người thăm dò cho biết rằng nếu ngày hôm nay chúng ta không làm thì 5 năm nữa, 10 năm nữa chúng ta sẽ bị khống chế bởi một cái nền kinh tế điêu ma xảo quyệt. Đó là nền kinh tế của Trung Quốc hiện nay đang áp đặt cho Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.